Xin chào tất cả các bạn nha, mình là Trần Bạc Giang. Thì có rất nhiều cô chú anh chị á, hỏi Trần Bạc á, là ví dụ như là mình có thể lấy trái ga của thằng á bình xăng neo thái 125, mình có thể gắn qua đó, mình có thể gắn qua bình đó, bình neo được không, neo GT đó, neo GT được không ha. Thì Trần Bạc chia sẻ tất cả cô chú anh chị thì được nha, tất cả trái ga đều thay thế nhau đều được hết. Nhưng mà khi thay thế thì tất cả cô chú anh chị cần phải là lưu ý những điều này đó. Không phải là gắn trái ga vô là trái ga nào rắn cũng ok. Thì mình muốn xử lý, mình muốn đổi trái ra từ cái bình xăng con này qua cái bình xăng con khác ở, thì ở đây nè, bình xăng con này là bình con số 100, thì chẳng bà sẽ lấy ví dụ trên cái bình xăng con 100 đó cho tất cả cô chú anh chị để mà xử lý. Thì trên bình xăng con 100 hay bình xăng nào cũng vậy, thì khi mà tất cả cô chú anh chị muốn lấy trái ga, muốn lấy trái ga của bình xăng khác mà gắn qua cái bình xăng con của mình, thì trước tiên là phải cùng loại. Ví dụ như thằng này nó 100, thằng này nó 100, thì mình sẽ lấy cái trái ga bên kia bình xăng 100 đó. Ví dụ như thằng bình xăng của mình là 110 thì bên kia mình phải lấy là trái ga 110 đó. Và bên kia nó là bình xăng 125 thì mình phải lấy trái ga của bình xăng kia 125 mình đem qua mới được ha. Và khi đem qua thì mình cần lưu ý những điểm sau. Đó, đối với trái ga thì tất cả của chú anh chị phải, khi mà trước tiên mà đem qua thì mình cần phải coi trái ga, coi mình đút vô nè, mình đút vô ha, đút vô xem trái ga nó có lỏng quá không. Đó, trái ga nó lỏng quá thì không xài được nha. Nó trái ga mà nó lỏng quá thì không được, lỏng quá thì đâu có garanti đâu, lỏng quá thì garanti nó bị hòa ra, nó lớn trái ra là cần phải nó phải xuống nhẹ nhàng. Đó, nó xuống nhẹ nhàng ha, và nó có độ khích ha. Đó, nó xuống nhẹ nhàng không có lỏng quá được đó. Thì cái độ mà ví dụ như trái ga đi cùng chủng loại đi, ví dụ như bình xăng riêng 100, bình xăng 100, nhưng mà có khi trái ga thì nó sẽ dài hơn tí hoặc là ngắn hơn tí thì không sao hết trơn ha, không sao hết đó. Tuy nhiên cái độ dài nè, cái độ dài này á, cái độ dài ở trên đây thì nó không quan trọng, nó không quan trọng. Ví dụ như nó dài quá thì mình lên không hết ga thôi, mình lên thì nó sẽ còn ga thôi. Đó, thì ở cách ở trên đây thì mình có thể xử lý. Thì tất cả cô chú anh chị có thể là mài bớt trên đây ha, mà mài cho nó khéo ha, đừng có cho nó sọc cái trái ga của mình. Nó có thể là mài khéo cắt ở trên đây được. Nhưng mà ở dưới bộ phận dưới này nè, ở bộ phận dưới này thì nó rất là quan trọng nha. Đó, thì tất cả cô chú anh chị khi mà gắn trái ga vô cần phải kiểm tra như vậy. Nó làm sao mà mình đưa trái ga vô. Đó, mình đưa trái ga vô. Đây, đưa trái ga vô. Đó, mình đưa trái ga vô mình phải cần nhìn nè, mình cần nhìn làm sao cho nó cái khe hở này nè. Nó vừa có mạch gan ti ha, nó vừa hở. Còn nếu mà tất cả cô chú anh chị đưa xuống mà nó sập xuống quá, nó không có khe hở ở chỗ này nè. Nó không khe hở chỗ này nè thì bình xăng con không có gan ti. Hoặc là khi mà nó lên cao như vậy quá nè, nó lên cao quá như vậy thì gan ti rất là lớn ha, gan ti lớn. Nó không có được. Thì phải cần phải quan sát ở điểm này, quan sát là xem cái trái ga bên kia đó nó có ok với cái rãnh này không, khi mà mình đưa xuống nó có ok không. Thì với cách khi mà đưa xuống không ok này nè, nếu mà cùng chủng loại này thì cũng có cách xử lý đó. Thì tất cả cô chú anh chị mài ở cái khớp này nè, mài cho nó đều ha, cho nó đều. Khi trái ga mình thử đưa xuống như vậy nè, đó, đưa xuống như vậy thì nó ok ha, nó ok. Thì cái trái ga này thì nhìn không có rõ nè. À, ví dụ như bình xăng của hàng Sinigut này thì các cô chú anh chị nhìn rất là rõ luôn, thấy không? Trái ga của mình đưa xuống sát nè, thì nó sẽ có một cái khe hở nè, các cô chú thấy không? Thấy khe hở không? Đó, thấy khe hở không? Đó, đó, cái khe hở này là cái xăng để cung cấp cho mạch gan ti nè, đó, thấy không? Có khe hở thấy không? Thấy khe hở người ta rất là chuẩn luôn, thấy bình xăng kia nè, rất là chuẩn luôn. Đó, thì nếu mà gắn vô mà trái ga nó gì nè? Trái ga nó gì thì gan ti rất là lớn ha, thì nó sẽ đội. Nếu mà gắn lên nó cao vậy nè, nó cao như vậy thì nó đội ở hai cái vị trí này nè. Trái ga khó lấy quá, lấy trái ga này. Nó sẽ đội, nếu mà lên cao quá nó sẽ đội ở hai cái vị trí này nè,
thì tất cả cô chú anh chị có thể mài, mà mài rất là khéo nha, mình dừng mài đừng bây giờ cho sọc trái gam, mình lấy cái dũa mình là liếc xương rồi mài làm sao cho đẹp nó, thì vẫn có thể cách xử trí như vậy là xài ok ha, đối với cách chuyển đổi trái gam nè đó. Còn tuy nhiên nếu mà nó xuống dưới quá đó, nó xuống dưới quá thì không có được nghe, nó xuống dưới quá thì ví dụ như nó xuống sâu quá đó, nó xuống sâu quá thì nè, ví dụ như nó xuống sâu luôn, nó xuống sâu luôn không có còn mạch gan ti dưới này đó, nó không còn mạch gan ti này, nó không có mạch gan ti dưới này, nó xuống luôn, nó mất tiêu cái lỗ mạch gan ti, thì tất cả cô chú anh chị chia sẻ tất cả cô chú cách để mà xử lý. Thì khi mà nó xuống sâu quá thì mình có thể dùng cái lưỡi cưa, mình cưa cảnh nhỏ này ha, nó mình cưa cảnh nhỏ này để cho nó hút cho xăng, nó không qua là cho nó hút xăng xuống ở cái mạch gan ti, thì cái bình xăng con mình gắp vô mới có gan ti ha. Còn nếu tất cả cô chú anh chị lắp vô là sai kỹ thuật, tức là nó không có đúng của nó, thì nó dẫn đến hiện tượng xe mình không có gan ti hoặc là gan ti lớn ha. Đó, cách chuyển đổi trái ga là như vậy, trái ga của bình xăng này có thể chuyển đổi của trái ga của bình xăng khác được hết trơn ha. Đó, và chàng bạc đã từng làm thành công rất là nhiều trên xe tay ga ha. Xe tay ga thì xe tay ga có một số cái trái ga dù á không có có, chàng bạc cũng không có, nhưng mà chàng bạc lấy trái ga dù của chiếc xe này nó tương tự với xe khác gắn vào vẫn ga ok bình thường luôn, ok rất là ok luôn, và chạy rất là ngọt ngào ha, không có vấn đề gì hết trơn, nhưng mà đưa vô là phải xử lý như vậy đó. Rồi mình là chồng bạn Giang ha, video của mình đây là kết thúc, nếu bạn xem video của mình ok thì nhớ chung một like và cứ cảm hồn nha, cảm ơn các bạn.